tất cả anh em đội bắt lần đưa ông cầu vào coi như lên nào. Gia đình nhà chủ dập. Rồi đó như này. Cái mà tuyển chọn ông cầu thì là đây là cái việc ở làng, tức là đi tuyển chọn đối với những gia đình có chăn nuôi. Một là phải là đen tuyển tuyệt đối, không có vết coi như là hoặc là có những cái phần gì trên thân thể của ông cầu. Hai ông lợn đến giờ này thì báo cáo là các ông này khoảng bây giờ thì tôi cũng nghĩ là phải là từ 100 cân trở lên. Từ ngày lên đưa ông cầu vào chuồng thì là các hộ gia đình thì đã sử dụng coi như là cho ông cầu coi như là ăn sạch, tức là cháo hoa. Hai chuồng là của chúng tôi hơn 100 tre. Trong thời gian được nhân dân coi như thế của khu 5 đã vận chuyển chuyển về tại hai địa điểm để làm chuồng. Làm thì theo tục lệ ngày xưa chúng tôi có 3 vành lá bát. Kích trước của chúng tôi theo là coi rộng là 1m2. Dài là 2m2. Ngày xưa là ông cha chúng tôi là coi như thành lập cái ý nghĩa là lợn ông cầu là lợn khao quân. Rồi,